Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh báo chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về thành phố Đà Nẵng các bạn. Những cái shophouse ở Đà Nẵng đã bỏ hoang. Mặc dù đã giảm giá bán nhưng mà tình hình cũng rất là khó thanh khoản các bạn. Đây là một bài báo rất là mới ngày 30 tháng 9 các bạn này. Thị trường nhà phố thương mại ở các khu đô thị tại thành phố Đà Nẵng đang rao bán ào ạt. Giảm giá đến 2 tỷ đồng, mặt bằng cho thuê cũng ế ẩm, bỏ trống giống như những nhà hoang. Đây là những căn shophouse house rất đẹp các bạn này. Những căn shophouse house này nó nằm trên đường đường Nguyễn Sinh Sắc. Trục này nó thông ra biển Nguyễn Tất Thành rất đẹp các bạn. Cơ bản thì nhìn bề ngoài thì thấy đã xong hết rồi. Đúng là những cái chủ đầu tư nó xui xẻo các bạn ạ. Khi mà xây dựng hoàn thiện thì nó là rơi vào trúng cái chu kỳ thị trường đang đi xuống. Cái việc mà bán những cái shophouse này thời điểm bây giờ thì mình là cực kỳ khó các bạn. Tại thành phố Đà Nẵng này có nhiều khu đô thị xây dựng bán các cái loại hình shophouse như là FPT ở quận Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Camlex ở quận Sơn Trà, Lakeside ở Liên Chiểu, Kim Lam City ở Liên Chiểu và Gia ở quận Hải Châu. Cái này nó nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu các bạn ạ. Còn Lakeside và Lakeside cũng nằm trên cái địa bàn quận Liên Chiểu. Nó nằm trước cái hồ Bảo Tràng đó các bạn này. Theo ghi nhận của các nhà báo, ngay từ thời điểm cuối năm 2019 đến nay, shophouse house tại các dự án trên rất ế ẩm, rất ít người ở cho thuê. Những người mua shophouse house trên biển bán càng tan khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3, tháng 4 ở thành phố Đà Nẵng cho đến nay. Cụ thể, tại các dự án FPT, phân khu shophouse house mọc hai bên bờ vào khu đô thị có hàng chục căn đóng kín cửa, chỉ có một vài căn mở dịch vụ bất động sản. Tình trạng ế ẩm người cho thuê cũng diễn ra tại phân khu shophouse Halazai ở quận Hải Châu, ngay bên cạnh Lotte Mart, trung tâm mua sắm lớn nhất nhì Đà Nẵng. Trong khoảng 20 căn shophouse tại đây có nhiều căn bờ tường ẩm mốc, cỏ mọc bên ngoài lẫn bên trong shophouse vì không có người thuê hay ở đã lao. Đây là những cái shophouse gần bên Lotte Mart các bạn này. Các bạn đi qua cầu Tiên Sơn, các bạn nhìn bên phía tay trái á, bên cạnh Lotte Mart nó thì có những cái hàng shophouse như thế này. Cái này đưa vào sử dụng cách đây mấy năm rồi các bạn, nhưng mà các bạn thấy không, không có người ở. Các bạn nhìn thấy này, ở đây nó đã có hiện tượng nó đã rêu phân, nó hư hỏng cho nên là các bạn này, nhà cửa mà lâu ngày không ở là nó hư hỏng. Là vì sao các bạn biết không, đóng cửa lâu ngày trong này này, không khí nó ra cái hiện tượng là nóng bức, tường đó nó sẽ băm sơn nó trát trát hết. Còn khi vào mùa đông và mùa mưa chúng ta không mở cửa thì tường nó sẽ bị ẩm mốc. Hàng ngày chúng ta sinh hoạt mở cửa thường xuyên thì nó có không khí nó lưu thông, nóng thì nó không khí nó sẽ điều hòa, còn ẩm ướt thì chúng ta vệ sinh nó sẽ đỡ hư hỏng rất là nhiều. Vì vậy những căn nhà trống các bạn để một thời gian các bạn quay trở lại thấy cái nhà xuống cấp rất là nhanh các bạn. Tại phân khu shophouse ở dự án Lakeside Palliser ở và Kim Lam City cách trung tâm thành phố từ 8 đến 12 km, hàng trăm căn cũng được xây dựng. Tuy nhiên chúng tôi ghi nhận tình trạng ế ẩm, không một bóng người và kinh doanh ở các khu vực này. Còn tại các phân khu Camlex quận Sơn Trà cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Những cái shophouse toàn tiền tỷ hết các bạn, các căn như thế này là rẻ lắm cũng 9 10 tỷ hoặc hơn, chứ không bao giờ có dưới các bạn. Nếu ở trung tâm thành phố mà các bạn nhìn thấy thật là đáng tiếc các bạn ơi. À, nhìn tiền tỷ mà chúng ta ném vào đây nhìn nó thật là hoang phế các bạn. Những cái shophouse này ngay trung tâm thành phố luôn các bạn. Cái này nó nằm ở trên đường Lê Văn Duyệt này, cuối đường Trần Hưng Đạo các bạn. Thực sự cái shophouse này nó chưa phải là cái gì mà như quảng cáo rồi các bạn. À, còn những cái shophouse mà chưa đưa vào sử dụng bên khu Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân nó cũng tình trạng còn thê thảm hơn các bạn. Khảo sát của chúng tôi trên hội nhóm Facebook
trang tin bất động sản, tình trạng rao bán sách hao ở các khu đô thị trên diễn ra rất nhiều, có hàng trăm tin rao bán mỗi ngày, tùy diện tích vị trí dự án, giá dao động từ 2,6 tỷ đến hơn 10 tỷ đồng một căn. Tại sách hao ở dự án Lifestyle Flyer, chúng tôi ghi nhận giá bán giảm rất nhiều so với thời điểm trước dịch, nhiều thông tin rao bán giảm đến hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, căn xuất hao 125m², mặt đường 34m, lề 5m, giá bán 4 tỷ đồng. Theo người rao bán, vì đi nước ngoài định cư bán gấp, giá xuất hao mua ban đầu là hơn 6 tỷ đồng. Cũng cùng thông tin xuất hao như trên, tại các thông tin rao bán khác, giá bán nhanh được rao giảm ít nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất là 300 triệu, còn khoảng 3,7 tỷ đồng. Các bạn nhìn thấy thật là ủng các bạn ạ. Cỏ mọc nó hoang phế trơn. Trong khi rất là nhiều người là không có nhà ở thì chúng ta là có những cái tình trạng như thế này các bạn. Tại ở phía Nam Đà Nẵng là sách hao FPT cũng được rao bán cắt lỗ. Với diện tích là khoảng 108m², đường 9,5m, sách hao rao bán chen nhau khoảng 500 đến 700 triệu một căn, còn khoảng 3,3 tỷ đồng. Thông tin trước đó căn sách hao cùng diện tích đường như vậy rao bán là hơn 4 tỷ đồng. Sách hao này thường như bạn biết là người ta chỉ bán thô thôi các bạn. Còn khi các bạn về thì phải bỏ tiền thêm vào nữa. Ít nhất phải có vài trăm triệu, còn nhiều là phải bỏ bạc tỷ nữa mới hoàn thiện cái nhà này được các bạn. Theo báo cáo do DKRA Việt Nam công bố mới đây, trong 7 tháng đầu năm 2020, thị trường bất động sản Đà Nẵng chứng kiến sự sụt giảm mạnh ở hầu hết các phân khúc do tác động của bệnh dịch. Đối với phân khúc sách hao gặp nhiều bất lợi trước tình hình giảm sút lượng khách du lịch cũng như nhu cầu thuê mặt bằng chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây. Đơn vị này dự báo sức mua chung của toàn thị trường tiếp tục có xu hướng giảm từ cuối năm 2019. Mặt bằng giá có thể duy trì xu hướng đi ngang hoặc không có nhiều biến động so với đầu năm. Cục bộ giá bán có thể giảm ở vài giao dịch đơn lẻ do một số nhà đầu tư bị áp lực tài chính bởi dịch Covid-19. Có việc là mua sách hao này đầu tư, mình nói các bạn là nó không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Một cái sách hao mà nó thực sự sôi động á, thì toàn bộ các khu vực đó nó phải có nhà và nó có dân về đó ở đó các bạn. Thì những cái sách hao này nó mới phát huy được cái tác dụng. Có nghĩa là ở dưới là chúng ta bán, ở trên thì chúng ta ở. Nói chung đông na là chúng ta hiểu đó là một cái nhà phố để kinh doanh, được xây dựng sẵn theo một cái mô hình giống nhau. Như các bạn biết thì cái này nó nằm ngay cái trung tâm thành phố các bạn này, nằm ngay bên cạnh Đốc Te mà cũng ế ẩm. Thì mình hỏi bạn thì những cái khu vực khác mà nói bạn thì cũng ế mới lạ. Những cái khu như FPT á, mình nói bạn ít nhất phải 5 năm, 10 năm nữa. Rồi một số cái các khu mà ở trên quận Liên Chiểu phải mất thật một thời gian khá là lâu các bạn. Cái mật độ dân cư nó quá thưa các bạn. Khi nào các bạn lên cái dự án này các bạn này, có những cái hàng sách hao cực kỳ đẹp các bạn, rất là đẹp mà size rất là kiên cố, mà mình nhìn ra xung quanh á, toàn bộ khu đô thị nó không có người ở các bạn này. Cho nên mà các bạn mua những cái dự án này mà nói các bạn là ít nhất phải 15 năm sau hoặc là 20 năm sau nữa thì họ mai đau, thì những cái hàng sách hao này mới phát huy được tác dụng. Rồi mình qua một cái tin khác các bạn ạ. Nhiều khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng rao bán tắt điện tạm dừng hoạt động để tiết kiệm chi phí. Sau cuộc bầu tại dịch Covid-19 vào cuối tháng 7, hàng loạt khách sạn Đà Nẵng đã rao bán. Những khách sạn không bán thì vẫn đóng cửa, tắt lửa tối đàn để tiết kiệm chi phí. Các bạn nhìn có một cảnh rất là đầy các bạn ạ. Bãi biển Đà Nẵng rất là đầy các bạn. Cát rất là mịn, rất là trắng, rất là dài, thoi thoải. Biển Đà Nẵng nó có đặc biệt là nó không có sao các bạn. Các bạn ra tám mà các bạn đi tầm cỡ vài chục mét là biển nó lài lài. Vì sao mà người ta chọn bãi biển Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới là nó có cái lý của họ các bạn ạ. Chứ không phải tự nhiên người ta chọn ra. Khách sạn đẹp như vậy nhưng mà các bạn nhìn bên đây các bạn thấy thê thảm lắm. Đàn nó tắt thui ra. Theo thống kê là cuối năm 2019 này, tại thành phố Đà Nẵng có khoảng 1.000 khách sạn với hơn 40.000 phòng. Từ năm 2016 đến 19, mỗi năm Đà Nẵng tăng gần 5.000 phòng. Trong đó tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp là nơi tập trung nhiều khách sạn 3 sao, 4 sao nhiều nhất. Khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 4, nhiều khách sạn tại Đà Nẵng rao bán ào ạt. Hầu tháng 4 thì chưa bán đâu các bạn.
tháng 4 là mới dịch đầu tiên thôi. Đây là một trong những đoạn đẹp nhất các bạn. Các bạn nhìn qua bên đây là các bạn ơi, có những cái khách sạn rất là đẹp. Đây là những khu vực sầm uất nhất Đà Nẵng và giá cũng cao nhất Đà Nẵng các bạn. Từ ngày 5 tháng 9, thành phố Đà Nẵng đã cho các hoạt động đón khách lưu trú hoạt động ở lại. Tuy nhiên, tình hình rao bán khách sạn vẫn không giảm. Đáng chú ý, nhiều lần nhiều khách sạn 4 sao cũng rao bán. Có cả khách sạn ven sông Hàn gần các cây cầu, điểm du lịch hấp dẫn. Nhiều khách sạn không rao bán thì đóng cửa không hoạt động đón khách. Khách đâu nữa đón các bạn. Mà cái này đúng các bạn. Những ngày vừa qua, ban đêm mình cũng hay đi vào dạ các bạn này. Toàn bộ mình nói các bạn á, khách sạn nên đóng kín cửa đấy các bạn. Chỉ ở tầng 1 thì đỡ đàn, chỉ có anh em bảo vệ với tiếp tân ở đây thôi. Còn toàn bộ từ tầng 1 đến tầng lên trên cùng đây các bạn là tối thui luôn. Đó các bạn nhìn các bạn thấy không? Phố xá không có người. Ở Đà Nẵng chủ yếu là phát triển du lịch đồ chỉ các bạn. Đúng là dịch Covid-19 là một cú đấm. Nó bầu thêm phát là coi như là chết lăn quay luôn. Không có đường nào mà xoay sở nữa các bạn. Các bạn biết á, một ngày một tháng ở đây là không có làm cho nó tiền là bạn chi phí là cực kỳ lớn các bạn. Chi phí lớn lắm các bạn. Tiền của bạn bỏ ra thì không sao, nhưng mà các bạn biết rồi, những cái sạn lớn thì phần đa người ta sai, người ta vay ngân hàng hết các bạn này. Một tháng mà không hoạt động là nói các bạn là không có dòng tiền. Không có dòng tiền là không thể cầm cự nổi các bạn ạ. Đây là những hình ảnh khi đêm xuống, hàng trăm khách sạn ven tuyến đường biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đã tắt đàn không hoạt động để khỏi tốn chi phí. Đó các bạn thấy không? Ở dưới đây thì đàn sáng trưng, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà từ đây trên đây các bạn thấy không? Không có một đám bóng đàn nào các bạn. Vấn đề là khách người ta chưa có các bạn ơi. Mặc dù đã ngày 25 tháng 9 là thành phố Đà Nẵng là công bố trở lại cái bình thường. Người dân được tự do đi lại, tất cả các quán bar là cho phép mở lại rồi các bạn. Nhưng các bạn nhìn thấy khách du lịch bây giờ người ta rất là ngại đấy. Nghe nói thành phố Đà Nẵng là bây giờ người ta rất là sợ các bạn. Mặc dù là mình ở trong lòng địch thì mình không có gì để sợ hết các bạn ạ. Dân Đà Nẵng không có gì phải sợ các bạn. Nhưng mà người ở địa phương khác là bữa nay mà nghe Đà Nẵng thì người ta rất là sợ, rất là né các bạn. Có thể đi đến công tác thôi, hoặc là đi đến gặp những bạn bè, đi thăm người thân thôi, chứ còn đi du lịch là họ rất là ngại. Những chỗ đông người họ rất là ngại các bạn. Hình ảnh tối đàn mà trong hơn 10 năm qua, người dân thành phố Đà Nẵng chưa từng thấy ở tuyến đường ven biển sầm uất hút khách du lịch. Trong hình đây là một khách sạn 4 sao đang rao bán. Đó, các bạn có tiền các bạn vô giới khách sạn này nè, nằm tầm cỡ hết dịch là kinh doanh lại thôi. Mà nói các bạn là đây là những khu phố giống như đi bộ luôn các bạn. Khách rất là đông các bạn ạ. Những ngày mà chưa có dịch mà nói các bạn là toàn bộ cái khách sạn này đèn nó đỏ rực hết các bạn. Khách người ta đến người ta ở rất là đông. Còn những con đường này rất là sầm uất, đi là đi đông nghịt người luôn các bạn. Nhưng bây giờ các bạn nhìn thấy rất là thảm thương không? Đàn mà giống như ở nhà quê le lót được có mấy cái. Các bạn nhìn thấy còn thảm thương hơn nè. Ông này còn có được mấy cái đàn, chứ ông này thấy túi thui luôn. Đó các bạn thấy không? Đó, được ở dưới này 1 tí thôi. Như này cũng quầy bài để mặc đàn thôi. Từ đài ở đây các bạn thấy không? Không có cả bóng đàn luôn. Giống như ở Triều Tiên nhưng khác gì đâu á. À, cảnh này các bạn thấy đẹp không? Trang mạc cũng soi nó đẹp không này? Giống như cái thời kỳ bộ cấp nhưng khác như rằng á. Đó. Khách sạn đẹp nhất ngay rứa đó mà không có một bóng người. Chưa bao giờ mà thành phố Đà Nẵng gặp một cái tình trạng như thế này các bạn ạ. Qua clip này cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Hãy đến thành phố Đà Nẵng vui chơi giải trí, du lịch, chứ cũng không có gì đáng ngại hết. Thật ra cái dịch Covid này nó chỉ tấn công vào những người già, những người đã có bệnh sẵn thôi. Còn những người khỏe mạnh bình thường thì nó cũng không có gì là đáng ngại. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện những cái động tác gọi là phòng dịch thật tốt.
mình ở đây mình thấy bình thường lắm các bạn. Bên đây mình đi đến chỗ đông người mình cũng không cần phải bịt mặt nữa, không sao cả. Xác định tư tưởng rồi, nếu bị làm thì lên cách ly khoảng 14 ngày về thôi. Lên trên kia thì người ta cho uống xe, buổi sáng ra phơi nắng cỡ 15-2 phút gì đó. Uống xe là để cho nó tăng cái sức đề kháng của người, nó như vậy là nó tự lướt thôi, không có vấn đề gì đó các bạn ạ. Chỉ sợ nhất là những người đã có bệnh sẵn rồi rất là nguy hiểm. Khách sạn rau bán quá rồi các bạn này, khách sạn này rau bán là 299 tỷ các bạn này. Nó diện tích là 375 mét vuông. Ở đường Phạm Văn Đồng. Đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt. Tập trung toàn bộ những khách sạn là VIP nhất thành phố Đà Nẵng là nằm ở đây các bạn ạ. Khách sạn bán sao này rau bán 199 tỷ, gần 25 tỷ các bạn. Đây khách sạn này các bạn này, đang báo công khai luôn chứ đâu giấu giếm gì đâu các bạn. Bây giờ những người có tiền là nhảy vào thôi. Vì người bây giờ bí quá thì bán thôi, còn những người có tiền, có sẵn dòng tiền mạnh thì thời điểm này là gom hàng đây. Các bạn nhìn thấy rất đầy các bạn đó. Phía trong đây có sân khấu tổ chức cái hội nghị rất đầy các bạn. Những cảnh này rất là rất là thê lương các bạn ạ. Tất cả đều đàn tú thu hết các bạn. Khách sạn 4 sao mặt biển Mỹ Khê luôn các bạn này, giá 280 tỷ, diện tích là 600 mét vuông các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy view biển không? Mà nói các bạn à, cái thời điểm này là những cái đại gia các bạn này cũng săn lùng ghê lắm các bạn. Trăm năm mới có một lần chứ không hề đơn giản đâu các bạn. Bình thường mà nói các bạn là không dễ gì người ta bán đâu. Bây giờ ngân hàng dí quá, cạt quá rồi. Từ đây đến cuối năm những bạn là ngân hàng sẽ chốt. Cái này là dí thì mấy anh này phải tìm đường bệnh binh thôi chứ còn không còn cách nào hết các bạn này. Một hình ảnh nói chung là rất là buồn các bạn. Mong sao mọi thứ dần dần trở lại. Rất là mong các bạn hãy đến thành phố Đà Nẵng, giúp sức cùng với thành phố Đà Nẵng vượt qua cái cơn khó khăn này. Đà Nẵng thực sự là đã nằm trong một cái tâm dịch. Đợt vừa rồi thành phố làm rất là quyết liệt các bạn. Nếu không có những cái quyết liệt thì mình nghĩ cái dịch này nó còn kéo dài rất là nguy hiểm nữa. Thành phố Đà Nẵng vẫn còn một bước nữa các bạn ạ. Trong vòng bao nhiêu ngày mà liên tục mà không phát hiện dịch đó, thì chính phủ sẽ công bố hết dịch. Thì lúc đó thành phố Đà Nẵng mới trở lại, thực sự trở lại cái trạng thái bình thường các bạn. Lúc đó thì khách du lịch người ta mới đến được. Khi khách du lịch người ta đến thì cái thành phố này mới sôi động trở lại các bạn. Những hàng quán ở ven biển này nói các bạn là đóng cửa hết. Chỉ là phục vụ cho khách du lịch, còn những cái người ăn địa phương ấy, những cái ngày đào các bạn biết không? Sau cái thời kỳ mà giãn cách quá lao á, thì người ta ra người ta ăn nhìn rất là sôi động. Nhưng mà nó không được kéo dài đâu các bạn, chỉ một thời gian ngắn thì cái việc đó nó sẽ không được sôi động nữa, chủ yếu là cái vùng khách du lịch các bạn. Thôi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy. Một số hình ảnh thật là buồn của thành phố Đà Nẵng sau những ngày giãn cách xã hội. Thực sự những cái thiệt hại này rất là lớn các bạn. Rất là mong chúng ta hãy cùng nhau đến với thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với thành phố Đà Nẵng. Để thành phố Đà Nẵng từng bước vượt qua khó khăn. Rồi, cảm ơn các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.